quay trở lại với TeamView. Đã có bao giờ các bạn nghĩ mình sẽ có thể mua được một mẫu SSD với dung lượng khủng là lên tới 2TB, nhưng mức giá phải chi ra là chỉ tương đương với những mẫu SSD dung lượng 512GB thông thường? Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một giải pháp biến ổ HDD thông thường thành ổ SSD tốc độ cao. Nghe qua thì chắc hẳn sẽ có nhiều bạn đoán được giải pháp này là gì. Thì đúng như vậy, trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn giải pháp Intel Optane. Nếu như ngồi giải thích về Intel Optane thì không biết đến bao giờ mới xong, thế nên mình sẽ định nghĩa nó một cách rất chi là ngắn gọn. Intel Optane là một ổ cứng SSD có cấu trúc đặc biệt và nó sử dụng cổng M2 và giao tiếp PCIe để tăng tốc trực tiếp cho ổ cứng HDD. Mà các bạn cần lưu ý một điều, đó là nó chỉ tăng tốc cho ổ cứng đang được cài hệ điều hành và bắt buộc nó phải sử dụng vi xử lý thế hệ thứ 7. Còn giải thích một cách ngắn gọn hơn thì nó chính là một bộ nhớ đệm dung lượng lớn dành cho ổ HDD. Về thiết kế của ổ Optane này thì cũng giống như là SSD M2 thông thường nên không cần phải nói nhiều. Dung lượng của những ổ Optane cũng có dung lượng rất thấp, chỉ có hai phiên bản là 16GB và 32GB. Nhưng mức giá hiện tại của nó lại tương đương với những mẫu SSD 128GB trên thị trường hiện nay. Có thể hiện tại các bạn sẽ nói là nó đắt, nhưng sau thử nghiệm của mình thì các bạn sẽ phải suy nghĩ lại. Có một điều mà mình cần phải nói trước khi đánh giá hiệu năng, nếu không các bạn lại nói mình là nâng bi cho Intel Optane, thì đấy là mình sẽ chỉ so sánh nó với cả SSD SATA thông thường mà không so sánh với SSD NVMe, bởi vì hiện tại tốc độ của SSD NVMe nó là quá nhanh, nó như là một quái vật. Và giải pháp NVMe nó là một giải pháp cao cấp, còn giải pháp Optane nó lại là một giải pháp hướng tới tiết kiệm chi phí. Đầu tiên là Crystal Deepmark, phần mềm được sử dụng để benchmark ổ cứng nhiều nhất hiện nay, thì giải pháp Optane có tốc độ đọc khá là khủng lên tới 900MB, cao hơn cả SSD SATA thông thường và có tốc độ ghi chỉ ở mức trung bình là 200MB. Tuy nhiên, benchmark chỉ mang tính chất tham khảo, còn hiệu năng thực tế của nó như thế nào mới là quan trọng. Thì bài kiểm tra đầu tiên của mình chính là việc mà bất kỳ ai cũng phải làm khi sử dụng máy tính, đấy chính là khởi động Windows. Như các bạn có thể thấy thì giải pháp Optane có tốc độ khởi động nhanh hơn cả SSD SATA và nó nhanh hơn rất nhiều khi so với ổ HDD truyền thống. Điều này cũng khá là dễ hiểu do SSD Optane có tốc độ truy xuất dữ liệu rất nhanh và nó không chỉ đóng vai trò làm bộ nhớ đệm thông thường mà nó còn chuyển luôn cả một số file hệ thống của Windows và Optane để tăng tốc việc khởi động Windows. Việc làm như vậy của Intel Optane nó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho những người dùng thông thường. Còn đối với cá nhân mình, một người thích vọc vạch, thì mình đã phải cài lại Win 2 lần bởi vì vọc BIOS và nó làm mất luôn cả Intel Optane. Vậy nên đối với những bạn nào thích vọc vạch thì tốt nhất nên backup dữ liệu thường xuyên, còn không ấy thì tốt nhất là đừng có động vào BIOS khi sử dụng Intel Optane. Tiếp theo sẽ là kiểm tra khả năng đọc ghi dữ liệu dung lượng lớn. Nhìn trên bảng các bạn có thể thấy là tốc độ của giải pháp Optane nó chậm hơn là SSD SATA thông thường không nhiều khi xử lý những tập tin có kích thước dưới 10GB và nó chậm hơn hẳn khi xử lý những tập tin có kích thước lớn hơn 10GB, mà điển hình ở đây chính là một file MKV có dung lượng lên tới 60GB. Đúng là nó vẫn chậm hơn là SSD SATA thông thường, tuy nhiên so sánh với HDD thì nó vẫn nhanh hơn rất nhiều và mình nhấn mạnh vào chữ là rất nhiều. Vừa rồi là những việc mà chắc chắn các bạn sẽ phải sử dụng hàng ngày. Còn sự lợi hại của Intel Optane trong quá trình làm việc thì sao? Ở đây mình đã sử dụng Photoshop để nội suy một file ảnh có dung lượng thấp lên dung lượng siêu lớn thì tốc độ của giải pháp Optane vẫn chậm hơn là SSD SATA, tuy nhiên sự chênh lệch là không nhiều, hoàn toàn có thể chấp nhận được mà không hề cảm thấy khó chịu trong quá trình sử dụng. Cuối cùng chính là tốc độ load game, điều mà các game thủ rất quan tâm trên giải pháp Intel Optane. Nếu như trên smartphone thì các bạn thường cho rằng vi xử lý càng mạnh thì tốc độ load game sẽ càng nhanh, thì nó chỉ đúng một phần mà thôi. Tốc độ ổ cứng nó cũng ảnh hưởng rất nhiều tới tốc độ load game. Ở đây mình sẽ lấy ví dụ là tựa game GTA 5, tựa game mà mình cực kỳ khó chịu với tốc độ load rùa bò của nó. Thì các bạn có thể thấy là tốc độ load của giải pháp Intel Optane và SSD SATA là gần như tương đương với nhau và nó nhanh gấp đôi là tốc độ của HDD. Qua trên các bạn có thể thấy lợi ích của việc sử dụng một ổ cứng tốc độ cao, mà hơn hết mà mình muốn nhấn mạnh ở đây chính là giải pháp Intel Optane. Về mặt hiệu năng thì nó sẽ không thua kém quá nhiều khi so với những mẫu SSD SATA thông thường khi xử lý những file có dung lượng thấp hơn bộ nhớ đệm. Và về mặt giá thành thì nó lại tốt hơn rất là nhiều. Đối với những bạn đang sử dụng SSD có dung lượng trên 240GB thì mình khuyên các bạn là chả cần phải lên giải pháp Optane để làm gì. Còn đối với những bạn đang sử dụng HDD thì Intel Optane sẽ là một giải pháp làm cho máy của các bạn chạy bốc hơn rất nhiều. Hoặc là đối với những doanh nghiệp thường xuyên phải xử lý dữ liệu tuy nhiên lại không muốn đầu tư quá nhiều cho những ổ SSD có dung lượng 1T hay là 2T thì bây giờ họ chỉ cần đầu tư 4 triệu là đã có giải pháp SSD Intel Optane 2TB. Cảm ơn Anphat PC và MSI Việt Nam đã cho mượn sản phẩm để làm bài đánh giá. Còn ý kiến của các bạn như thế nào hãy comment phía bên dưới. Và đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ TeamView. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.